Mến chào quý vị, Phương Thị rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Bản tin 24 giờ. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong khi những cơn mưa xối xả ở miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn và thành phố Nghi Xương của tỉnh Hồ Bắc xuất hiện lũ lụt, thì hôm Chủ nhật ở thành phố Kinh Môn, một thành phố khác cũng thuộc tỉnh Hồ Bắc, nằm ngay sát đập Tam Hiệp, đã xuất hiện lốc xoáy. Cùng ngày, Thượng Hải cũng xuất hiện dị tượng đột nhiên trời tối sầm, mưa tuôn xối xả. Thưa quý vị, thời tiết ở Trung Quốc đại lục gần đây cực kỳ bất thường với những cơn mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lớn ở Nghi Xương, Hồ Bắc hôm thứ Bảy đã gây ra sự gián đoạn giao thông. Đến hôm Chủ nhật, một cơn lốc xoáy xuất hiện ở Kinh Môn, Hồ Bắc vào lúc 7 giờ tối. Một đoạn đường gần thôn Song Tuyền đã bị lốc xoáy quét qua, khiến cho hàng chục cây lớn dọc bên đường bị bật gốc, lượng lớn dàn lưới bị thổi tung, các tấm tôn bị cuốn xuống cong vênh biến dạng. Hiện trường là một khung cảnh hỗn độn, các công trình nhà ở và phương tiện xe cộ tại một số trang trại gần đó cũng bị hư hại. Tạm thời không có thương vong nào được báo cáo. Từ video trên mạng có thể thấy, khi cơn lốc xoáy tập kích, bầu trời đột nhiên trở nên âm u, gió mạnh phá hủy các dây điện trên đường và làm lóe lên những tia lửa điện. Những cơn gió mạnh cũng đã đánh sập các lán ở công trường, cây cối, biển báo trên đường phố. Một lượng lớn mảnh vỡ đã thổi bay vào không trung, một số phương tiện bị hư hại. Cho đến nay, các cuộc thảo luận trên Weibo với tiêu đề "Lốc xoáy ở Kinh Môn, Hồ Bắc" đã thu hút hơn 80.000 người theo dõi. Cư dân mạng bình luận, năm nay làm sao vậy? Một năm với nhiều tai họa và khó khăn. Ôi, đây đích thực là thiên tai rồi, đáng sợ quá. Thật không ngờ là Kinh Môn lại là từ chìa khóa tìm thấy trên mạng nhiều nhất. Trước đó, hôm thứ Tư ở nội Mông Cổ cũng đã xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ. Gió lốc quét đến đâu thì cuốn hết cát bụi và đồ vật đến đó, khiến cho người dân chứng kiến vô cùng kinh hãi. Còn ở Thượng Hải, chính quyền đã đưa ra cảnh báo sấm sét màu vàng, cảnh báo mưa bão màu xanh và cảnh báo gió mạnh màu vàng, ở mức thứ 3 trong thang cảnh báo thời tiết 4 cấp ở Trung Quốc, trong đó màu đỏ là mức cao nhất, tiếp theo là màu cam, màu vàng và màu xanh. Vào lúc 1 giờ chiều cùng ngày, bầu trời đột nhiên tối sầm như màn đêm và được mô tả là trời tối trong tích tắc, mưa bão trong tích tắc, sau đó mưa ở Thượng Hải suy yếu đáng kể. Tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh được dỡ bỏ vào lúc 3 giờ chiều. Theo thông tin tổng hợp, Thượng Hải kể từ khi bước vào mùa mưa lũ từ đầu tháng này đã xuất hiện 4 trận mưa lớn, lượng mưa tích lũy nhiều hơn đáng kể so với trung bình các năm. Lượng mưa tích lũy trong khu vực đô thị nhiều hơn 30%. Mưa bão sẽ tiếp tục trong những ngày tới. Kính thưa quý vị khán giả, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mưa lũ chính ở miền Nam Trung Quốc chính thức bắt đầu từ ngày đầu tháng này. Kể từ tháng trước, ít nhất gần 100 con sông đã vượt quá mức nước cảnh báo lũ, tăng khoảng 15% so với năm trước. Tính đến cuối tuần vừa qua, dữ liệu chính thức cho thấy gần 100 con sông bị ngập trên mức báo động, cảnh báo 3.819 triệu người bị ảnh hưởng tại 20 tỉnh, bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây. Trên lưu vực sông Dương Tử, hàng chục con sông thuộc hệ thống sông Ngô, một nhánh chính của thượng lưu sông Dương Tử, khu vực Tam Hiệp, hệ thống Hồ Động Đình, hệ thống Hồ Bà Dương đã có lũ trên mức cảnh báo và toàn bộ sông Tương trong hệ thống Hồ Động Đình ghi nhận mực nước lũ vượt mức cảnh báo. Và năm ngoái, lưu vực sông Dương Tử đã trải qua trận lũ lụt nghiêm trọng, là trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998, với mực nước cao nhất ở Trùng Khánh kể từ năm 1981 và một trường hợp lũ lụt hiếm hoi ở khu vực nội đô của thành phố. Đập Tam Hiệp còn được gọi là trạm thủy điện Tam Hiệp và dự án Tam Hiệp nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử và có hơn 50.000 đập trong khu vực. Trong cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Nhà nước vào cuối tháng trước, theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã trình bày nhiệm vụ hiện tại tập trung vào việc bảo đảm an toàn hồ chứa trong mùa lũ. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc giải thích rằng, hơn 80% trong số 100.000 hồ chứa ở Trung Quốc được xây dựng từ những năm 1950 và 1970. Không có dòng sông nào ở Trung Quốc mà không có hồ chứa và đập. Ngay cả những con sông chảy qua Lạc Đà và Sigaze của Tây Tạng cũng có nhiều hồ chứa và đập. Mật độ các hồ đập ở Trung Quốc là chưa từng có trên thế giới. Tiến sĩ Vương Duy Lạc đã viết trong một cuộc trao đổi với độc giả Trung Quốc vào 4 năm trước. Ông Vương, một chuyên gia nổi tiếng về quy hoạch đất đai và bảo tồn nguồn nước, hiện đang sinh sống tại Đức. Ông cho biết điều khủng khiếp nhất là 40% trong số gần 100.000 hồ chứa là những đập nguy hiểm, không an toàn và có hàng chục ngàn hồ chứa và đập đã bị bỏ hoang. Ông viết rằng đây là những quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ông cũng giải thích rằng hồ chứa nguy hiểm của con đập chính xác là thủ phạm gây ra nhiều trận lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Trung Quốc trong lịch sử của chế độ Cộng sản. Năm 1975, hơn 50 hồ chứa trên sông Hải Hà đã lần lượt bị vỡ do lượng mưa lớn do bão gây ra đã khiến 230.000 người thiệt mạng. Nó còn được gọi là sự cố vỡ đập Bản Kiều năm 1975, thảm họa vỡ đập tồi tệ nhất trong lịch sử. Mặc dù chế độ Cộng sản gọi đây là một thảm họa tự nhiên, nhưng ông Vương đã giải thích nguyên nhân sâu xa của thảm họa này. Kể từ khi Trung Quốc nắm quyền vào năm 1949, nhà cầm quyền này đã xây dựng gần 100.000 hồ đập. Một số nửa đập trên thế giới hiện nay là ở Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Epoch Times, ông Vương nói rằng khi nói đến gần 100.000 hồ chứa ở Trung Quốc, con số này không bao gồm các hồ chứa nhỏ, không đạt tiêu chuẩn,
Và thực tế là ngay cả bản thân Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng không rõ về số lượng chính xác của các hồ chứa được xây dựng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm chính quyền. Ông Giao Vĩnh, cựu Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, hiện là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về các đập lớn ở Trung Quốc, thừa nhận rằng hơn 95% các đập của Trung Quốc được làm bằng đất và đá và chúng không có hiệu quả trong việc ngăn lũ. Ông đã cảnh báo về những rủi ro an toàn do các hồ chứa của đập này gây ra tại một hội nghị vào 7 năm trước. Ông Vương tiết lộ thẳng thắn, các con đập của Trung Quốc thường không có thiết kế kỹ thuật. Ông lấy trận lũ lụt ở Hình Đài năm 2016 làm ví dụ. Hồ chứa Đông Xuyên Khẩu ở thượng nguồn được xây dựng mà không có cửa xả lũ. Ông cho biết đó là kỹ thuật nổ định hướng vào năm 1959. Với sự giúp đỡ của chuyên gia Liên Xô, một số người thì nói là hơn 200 tấn thuốc nổ đã được sử dụng cho vụ nổ mìn, người khác thì nói là hơn 300 tấn thuốc nổ đã được sử dụng. Việc nổ mìn được thực hiện trên các ngọn núi ở cả hai phía, đó là cách hồ chứa được xây dựng. Trận lũ lụt sông Hải Hà năm 1963 đã cuốn trôi con đập này, và sau đó nó được xây dựng lại vào năm 1965. Đây là một hồ chứa điển hình của Trung Quốc, do Trung Cộng xây dựng, sử dụng năng lượng tạo ra từ vụ nổ để đẩy đá từ núi theo hướng định trước để tạo thành một con đập. Kỹ thuật này giúp tiết kiệm được việc đào, vận chuyển và san lấp, nếu không thì cần phải sử dụng sức người hoặc phương tiện cơ học. Sau trận lũ lụt năm 2016, chuyên gia về hồ chứa ở thành phố Hình Đài thừa nhận rằng hồ chứa Đông Xuyên Khẩu chủ yếu để kiểm soát lũ lụt, nhưng không thể kiểm soát được việc xả lũ của hồ chứa. Ông Vương nói rằng Trung Quốc đã áp dụng thông lệ khoán việc xây dựng đập trong những năm đầu thập niên 1980. Tuy nhiên, không có điều khoản rõ ràng về việc bảo trì hồ chứa và có mâu thuẫn giữa lợi ích của các nhà thầu và sự an toàn của hồ chứa. Ông giải thích, chỉ quản lý hơn 100 hồ chứa quy mô lớn, chính quyền cấp tỉnh quản lý các hồ chứa quy mô vừa và chính quyền quận, thị xã, mỗi nơi quản lý một nhóm hồ chứa. Thị xã sẽ ký hợp đồng bàn giao các hồ chứa cho cá nhân để quản lý và hình thành một mối liên kết hợp đồng. Vậy ai chịu trách nhiệm bảo trì các hồ chứa? Điều này không được làm rõ. Theo hợp đồng, nhà thầu có quyền sử dụng hồ chứa. Ông Vương nói thêm rằng, càng nhiều nước càng tạo ra nhiều điện năng, điều này có lợi cho các nhà thầu, họ không sẵn sàng xả nước từ hồ chứa. Vì vậy, chính phủ cần phải trả tiền cho nhà thầu khi họ muốn xả lũ từ hồ chứa. Trung Cộng không có bất kỳ khoản tiền cứu trợ nào cho các nạn nhân của trận lũ lụt năm ngoái vì kinh phí phòng chống lũ lụt đều được giao cho các nhà thầu. Phản ánh về trận lũ lụt Hình Đài năm 2016, Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đương thời là ông Trần Lôi cũng cho biết rằng cần phải đưa ra các cảnh báo sớm kịp thời. Điều mà ông Trần Lôi không nói đến là ai mới thực sự là cơ quan chịu trách nhiệm đưa ra cảnh báo, cơ quan phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp thành phố hay cấp địa phương, hay cơ quan quản lý hồ chứa cục bộ. Ông Vương giải thích, ông nói thêm, ai sẽ chịu trách nhiệm hành chính cho những người đã thiệt mạng và thiệt hại tài sản do không đưa ra cảnh báo xả lũ? Ai sẽ chịu trách nhiệm hành chính về những thiệt hại kinh tế do việc ban hành cảnh báo xả lũ không chính xác? Ông Vương cho hay, vì ông Trần Lôi gián tiếp thừa nhận rằng các thảm họa phần lớn là không đưa ra cảnh báo sớm trước khi xả lũ, nên các nạn nhân phải được bồi thường. Nhưng Trung Cộng sẽ không làm điều đó. Cách dễ nhất là đổ trách nhiệm cho ông trời và lượng mưa lớn vượt quá mức cao trong lịch sử. Trong bối cảnh nhiều trận lũ lụt diễn ra trên khắp Trung Quốc đại lục, tờ Nhân dân Nhật Báo đã đăng một bài báo vào hồi tháng 3 rằng tuyên bố việc điều tra và cải tạo các dự án thủy điện nhỏ trong vành đai kinh tế của sông Dương Tử gần như đã hoàn tất. Trung Cộng chi rất nhiều tiền mỗi năm cho việc cải tạo các hồ chứa của mình vốn đang ngày càng trở nên không an toàn. Ông Vương nói với The Epoch Times rằng sau sự cố vỡ đập Bản Kiều năm 1975 khiến 240.000 người bị tử nạn, CWAM đã khảo sát các hồ chứa ở Trung Quốc. Cơ quan này thông báo rằng 35% các hồ chứa được khảo sát đang gặp nguy hiểm. Các số liệu thống kê sau đó đã tăng lên 45%, 55% và 78%. Trung Cộng càng cải tạo nhiều hồ chứa thì càng rót kinh phí đầu tư nhiều hơn. Đến năm 2016, Trung Cộng đã đầu tư khoảng 29,5 tỷ USD, tương đương với chi phí của dự án Tam Hiệp. Ông Vương nói, tờ Nhân dân Nhật Báo cũng cho rằng trong quá trình cải tạo, các công trình thủy điện bị dỡ bỏ đều đã lỗi thời và nhỏ, gây ra cản trở cho việc xả lũ. Nhưng nếu như sửa chữa cũng không có hiệu quả kinh tế. Ông Vương nói thêm rằng, nhìn nhận lại lịch sử, mỗi vị Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đều yêu cầu thêm ngân sách để bảo trì hồ chứa sau khi nhậm chức, nhưng căn nguyên của vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Cuối cùng họ quy cho sự thất bại của các hồ chứa là do sự hư hại trong nhiều năm và sự thiếu hụt sự trợ cấp của Trung ương. Ông Vương nhấn mạnh rằng cái gọi là cải tạo là một cách trốn tránh trách nhiệm. Ông giải thích rằng việc cải tạo này thực chất đã loại bỏ một số lượng lớn các hồ chứa khỏi hệ thống của chính quyền. Hơn 3.000 hồ chứa đã bị xóa bỏ, trong khi về mặt khách quan chúng vẫn còn tồn tại, không có gì ngoài phù sa trong các hệ thống chứa. Điều gì sẽ xảy ra với phù sa trong 3.000 hồ chứa bị bỏ hoang sau khi một trận lũ lụt xảy ra? Nếu nước đẩy phù sa xuống và chặn các kênh ở hạ lưu sông sẽ dẫn đến những thảm họa kinh hoàng, ông Vương nói. Ông Vương đã đưa ra hai ví dụ để minh họa cho quan điểm của mình. Trận lũ lụt ở sông Tương Giang năm 2016 phát sinh từ sự cố sạt lở đập sau một trận lũ lụt do vô số hồ chứa bị bỏ hoang ở lưu vực sông Tương Giang không được quản lý, vận hành và sửa chữa. Thảm họa dòng chảy đất bùn ở Chu Khúc năm 2010 là kết quả từ sự tác động của con đập bị bỏ hoang, lúc đầu bị đầy nước
và sau đó đã bị vỡ. Đất được tích tụ từ nhiều năm, con đập đã bị cuốn ra theo dòng nước lũ. Biết rằng nhà cầm quyền không thể đơn thuần để những hồ chứa đó bị bỏ hoang, thay vào đó họ nên phá hủy chúng và khôi phục hệ sinh thái về trạng thái ban đầu của chúng. Nhưng liệu Trung Cộng có chịu trách nhiệm của mình và thực hiện công việc sáng suốt? Có lẽ câu trả lời đã được đưa ra. Ông Hình Nguyên Việt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên nước và Thủy điện Nông thôn, nói với Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của chế độ này, hồi tháng 3 rằng việc dỡ bỏ một trạm thủy điện nhỏ không kém gì việc xây dựng một trạm mới. Đối với lời khuyên tốt nhất mà ông Vương sẽ dành cho hàng chục triệu người Trung Quốc đang bị bao vây bởi gần 100.000 quả bom hẹn giờ, ông từng viết, hãy chuẩn bị cho mình hoặc nhiều thuyền cao su tự bơm, đủ nước đóng chai và thức ăn, đèn pin và bật lửa, áo phao và học hỏi từ người Nhật cách chuẩn bị cho mình một túi đồ khẩn cấp với nhiều vật dụng cần thiết, các trang thiết bị nghe gọi khi gặp lũ lụt do vỡ đập, không nên đóng cửa chính và cửa sổ, hãy mở cửa chính và cửa sổ để lũ đi qua. Ông Vương đặc biệt nhấn mạnh rằng người dân ở các quận Phú Linh và Khai Châu trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp nên đặc biệt lưu ý rằng phần lớn cư dân sống ở khu vực bên dưới dòng trữ nước thông thường của hồ chứa nước đập Tam Hiệp, nơi có độ cao hơn 170m so với mực nước biển. Họ dựa vào bờ kè để chặn nước hồ chứa, nhưng cư dân này đã được cho là phải di rời. Để giảm bớt số lượng và chi phí của những người phải di rời khỏi hồ chứa Tam Hiệp, nhà cầm quyền cho phép họ ở lại. Do đó, nếu có thể, hãy di rời nhanh nhất có thể. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Bản tin 24 giờ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.